cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem phần báo trợ thương mại vừa qua và đây là phần 2 chương trình tin tức tổng hợp buổi tối cùng với đài truyền IBC TV. Đại bộ thẩm đoàn Ohio không truy tố cả sát trong vụ bắn chết Jalen Walker. Tổng chứng lý tiểu bang Ohio cho biết, đại bộ thẩm đoàn ở tại Ohio đã bỏ phiếu chống lại việc truy tố 8 sĩ quan cả sát Akron đã bắn chết một người đàn ông da đen không có vũ khí vào hồi năm ngoái khi thành phố chuẩn bị cho một đợt biểu tình mới chống lại hành vi sai trái của cả sát. Các sĩ quan đã truy đuổi Jalen Walker, 25 tuổi, đi bộ sau khi cố gắng dừng xe vào tháng 6 năm ngoái và bắn anh ta 46 phát, trong đó có 5 phát vào lưng. Tổng trưởng lý Ohio Dave Yost cho biết trong một cuộc họp ngắn để công bố phán quyết của đại bồi thẩm đoàn, cảnh sát đã nổ súng khâu khi lầm tưởng rằng Walker thò tay vào thắt lưng của anh ta để lấy súng, thực hiện một động tác rút súng, đặt chân lên và quay về phía các sĩ quan trong khi giơ tay. Ông Yost cho biết trước đó khi đang lái xe cùng với các sĩ quan đang truy đuổi, Walker đã bắn ít nhất một phát vào họ, nhưng anh ta đã để súng trong xe khi chạy trốn. Ông nói, luật pháp tiểu bang cho phép các sĩ quan sử dụng vũ lực chết người để chống lại mối đe dọa chết người đối với chính họ hoặc là người khác. Ông nói trong một cuộc họp báo như sau, Đại bộ thẩm đoàn kết luận rằng các sĩ quan đã được biện minh hợp pháp trong việc sử dụng vũ lực của họ Nhóm pháp lý của gia đình Walker đã chế giễu quyết định này và cho biết họ sẽ đệ đơn kiện dân sự chống lại thành phố vào tháng 6. Vệ binh quốc gia Mexico bị nghi giết thiếu nữ mang thai. Một giới chức nhà nước và truyền thông địa phương cho biết hôm thứ Hai, các thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Mexico bị nghi ngờ đã sát hại hai thường dân vào cuối tuần này tại thành phố biên giới phía Bắc Nuevo Laredo, trong đó có một thiếu nữ đang mang thai. Raimundo Ramos, chủ tịch ủy ban nhân quyền Nuevo Laredo cho biết những người sống sót sau vụ tấn công đã xác định được tay súng trên xe tải của lực lượng vệ binh quốc gia là kẻ tấn công họ. Do vụ này nằm trong tay liên bang, Dưới chức này nói với điều kiện giấu tên vụ nổ súng có thể là do nhầm lẫn vì một chiếc xe có các tay súng trong đó đã được báo cáo ở trong khu vực. Dưới chức này cho biết những người sống sót sau vụ xả súng đã xác định các thành viên vệ binh quốc gia là những kẻ tấn công họ. Báo El Universal đưa tin một cô gái 15 tuổi đang mang thai 8 tháng, được Ủy ban Nhân quyền Nuevo Laredo xác định là Miriam Flores và một người đàn ông 54 tuổi đã chết vì vết thương của họ sau khi các thành viên vệ binh quốc gia bị nghi ngờ nổ súng vào chiếc xe mà họ đang đi vào hôm Chủ nhật. Ông Ramos nói, một khi lực lượng vệ binh quốc gia nhận ra rằng không có ma túy, vũ khí và rằng những thanh niên này không liên quan đến bất cứ điều gì bất hợp pháp, họ đã bỏ rơi họ. Ông nói thêm rằng nếu Miriam được sơ cứu kịp thời, tính mạng của cô ấy có thể đã được cứu. Tình hình cập nhật tại nước Pháp, những người biểu tình đã đập son nồi ở tại thủ đô Paris khi ông Emmanuel Macron có bài phát biểu trên đài truyền hình. Người biểu tình tập trung tại trung tâm Paris bên ngoài tòa thị chính quận 10 vào tối ngày 17 tháng 4 để gây ồn ào, trong khi Tổng thống của Pháp Emmanuel Macron đang có bài phát biểu trên truyền hình quốc gia Hàng trăm người biểu tình hô vang các khẩu hiệu chống ông Macron trong khi họ đập son và nội. Tổng thống của Pháp đã có bài phát biểu trước toàn quốc 2 ngày sau khi ký ban hành luật kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm nữa, lên con số 64. Cuộc biểu tình kéo dài chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Một số người biểu tình đã đốt thùng khi họ bỏ đi. Trong bài phát biểu của mình, ông Macron đã tự cho mình 100 ngày để hàn gắn đất nước sau nhiều tuần biểu tình và tức giận, trước kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu không được lòng dân của ông, đồng thời yêu cầu chính phủ mở cửa đàm phán với các công đoàn về nhiều vấn đề. Người Việt tị nạn ở Thái Lan cảm thấy bất an sau việc ông Đường Văn Thái bị bắt. Người Việt tị nạn chính trị tại Thái Lan đã nói với VOA rằng họ rất hoang mang, lo sợ sau vụ nhà báo độc lập Đường Văn Thái mất tích ở Bangkok và sau đó được chính quyền Việt Nam loan rằng ông đã bị bắt vì nhập cảnh trái phép. Người tị nạn rất lo lắng, hoang mang bởi vì đây là lần, đầu tiên, trường hợp đầu tiên người đã có quy chế tị nạn và đã phỏng vấn tái định cư mà bị Cộng sản Việt Nam bắt cóc về. Ông Đoàn Huy Chương, cựu tù nhân chính trị Việt Nam cho biết vào hôm ngày 18 tháng 4, vào hôm ngày 13 tháng 4, ông Đường Văn Thái sử dụng mạng xã hội với tên Thái Văn Đường đã biến mất tại phi trường Bangkok, nơi ông chuẩn bị đón một người bạn. Các nhà hoạt động cho biết vào buổi sáng ngày mất tích, ông Thái đã có một cuộc phỏng vấn tái định cư với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR, cơ quan đã cấp quy chế tị nạn cho ông từ năm 2020. Đến ngày 16 tháng 4, truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin rằng nhà chức trách Hà Tĩnh đã bắt giữ một kẻ có tên Đường Văn Thái mà họ cho là xâm nhập trái phép vào Việt Nam. Theo tổ chức phi chính phủ BPSOS, hiện nay có khoảng 800 người Việt Nam đã được xét có quy chế tị nạn tại Thái Lan và nhiều người trong số họ phải chờ nhiều năm để có cơ hội đi định cư ở các nước thứ ba. Quỹ GIB của Hoa Kỳ đã hứa sẽ đầu tư 1 tỷ đô la vào Việt Nam. Phát biểu tại Hà Nội vào ngày 17 tháng 4, ông Jim yong kun là phó chủ tịch quỹ đối tác cơ sở hạ tầng toàn cầu GIB cho biết, quỹ này có thể sót 1 tỷ đô la vào các dự án đặc biệt là hạ tầng ở tại Việt Nam. GIB quan tâm đến việc rót vốn vào các lĩnh vực giao thông, năng lượng và công nghệ số, truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Kim cho biết, tiết lộ rằng GIB sẵn sàng đầu tư 1 tỷ đô la vào Việt Nam. Ông Kim cho biết như vậy trong cuộc gặp với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính. Ông Chính hoan nghênh những quyết tâm của quỹ GIB về đầu tư vào cơ sở hạ tầng chiến lược tại Việt Nam, nhất là hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện hóa thỏa thuận giảm phát thải bằng không vào năm 2050. Ông Kim là cựu chủ tịch Ngân hàng Thế giới mong muốn chính phủ Việt Nam và các bộ ngành thúc đẩy quan hệ đối tác với quỹ GIP để xây dựng một chiến lược đầu tư phù hợp với Việt Nam và xem xét những dự án hợp tác cụ thể, hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm. GIP từ chối yêu cầu bình luận của VOA kính thưa quý vị, GIP là một quỹ đầu tư tư nhân được thành lập vào năm 2006 có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, chuyên đầu tư vào cơ sở hạ tầng chất lượng cao thông qua hình thức liên danh chiến lược với các công ty hàng đầu trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, kỹ thuật số và tái chế nước chất thải. Tái chế góp phần đa dạng sinh học, đảo vỏ hến thu hút chim làm tổ. Sardinia đang kết hợp thành công hoạt động tái chế và bảo vệ các loài chim di cư có nguy cơ bị tuyệt chủng trong dự án nền kinh tế tuần hoàng xanh liên quan đến một hòn đảo nhân tạo làm từ chất thải nuôi trai. Ốc đảo siêu nhỏ được tạo ra trong ao Manu nằm ở vịnh Oristano của Sardinia bởi Messi, quỹ bờ biển và biển địa trung hải, một quỹ phi lợi nhuận thúc đẩy việc bảo vệ và phát triển bền vững các hệ sinh thái ven biển, và Nieditas, tổ chức thương hiệu quản lý toàn bộ chuỗi nuôi trai ở Vịnh Oristano. Hòn đảo nhân tạo dài 20m rộng 7m được làm từ 2.000 túi đầy chứa vỏ trai với lớp bề mặt làm từ vỏ trai nghiền và sợi liên kết vỏ trai. Kể từ khi được tạo ra, hòn đảo đã bắt đầu là nơi làm tổ của các, của các loài chim di cư có nguy cơ bị tuyệt chủng như chim nhạn nhỏ, chim nhạn thông thường, chim nhạn bánh mì, mòng biển hoa hồng và cà kheo cánh đen những loài chim hiện có thể làm tổ sau khi chúng di cư từ châu Phi đến châu Âu mà không có nguy cơ bị săn bắt bởi động vật hoang dã hoặc động vật đi lạc. Sardinia là tuyến đường quan trọng cho hành trình của các loài chim di cư và nhờ vị trí nằm ở giữa Địa Trung Hải và các tuyến đường Đại Tây Dương, hòn đảo này là điểm dừng chân chiến lược để các loài chim có thể nghỉ ngơi và tìm thức ăn trước khi đến giai đoạn tiếp theo của hành trình. Và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là thông báo của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại. Kính mời quý vị tham dự buổi cơm chay tại Chùa Điều Ngự để cúng dường Phật đảng và an cư Phật lịch 2567. Buổi cơm chay sẽ được diễn ra vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023. Mọi chi tiết với giá vé ủng hộ là 40 Mỹ Kim. Xin mời quý vị liên lạc đến với đài truyền IBC TV hoặc là chùa điệu ngự tòa lạc tại địa chỉ 14472 Chestnut Street, thành phố Westminster, CA 92683. Chương trình tin tức tổng hợp của ngày xin tạm dừng. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành trong những giờ phút vừa qua. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến với IBC Home Shopping đã bảo trợ chương trình tin tức của đài. Mọi chi tiết về các gói sale promotion của IBC Home Shopping xin cảm ơn quý vị liên lạc đến số phone 714 xin kính chúc quý vị và gia đình một buổi tối vô lượng an lạc và tiếp tục đón xem những chương trình truyền hình đặc sắc trên đài truyền hình ibc tv